Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay có những thông tin gì nổi bật? 1.000 lượt người tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2018. Hội thao phụ nữ khỏe tại phường 12 thành phố Vũng Tàu. Huyện Châu Đức không xảy ra thiếu nước vào mùa khô. Thưa quý vị, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa tổ chức họp mặt ôn truyền thống vẻ vang của đoàn, kết nạp đoàn viên mới, ký kết hoạt động đoàn và kết nghĩa với các chi đoàn cơ sở và ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh năm 2018. Tại buổi họp mặt truyền thống, Đoàn Phường Phước Hưng đã ký kết hoạt động đoàn và kết nghĩa với 5 chi đoàn cơ sở là Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Bà Rịa, Chi đoàn Giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Bà Rịa, Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa, Chi đoàn Công ty Tuấn Dương, Chi đoàn Nhà máy nước Hồ Đá Đen xung quanh các nội dung, tổ chức học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao và các hoạt động xã hội, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị. Ngay sau đó, đoàn viên thanh niên phường Phước Hưng và các đơn vị kết nghĩa đã ra quân và phát tờ rơi tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, luật trẻ em, luật tiếp cận thông tin, luật hộ tịch, dọn vệ sinh đường phố, tẩy xóa quảng cáo trái phép trên tuyến đường 27 tháng 4, nhân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh năm 2018. Hội nông dân xã Long Phước vừa tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm 2012-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu ban chấp hành hội khóa mới. Đây là đơn vị được Hội nông dân thành phố Bà Rịa chọn tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân xã Long Phước đã phối hợp Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giải ngân 8 dự án nuôi bò, dê và trồng rau má cho 95 hộ tham gia với tổng số tiền 2 tỷ 730 triệu đồng. Tính chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho 576 hộ dây với tổng dư nợ trên 16 tỷ đồng và đã tổ chức được 3 cuộc hội thảo đầu bờ, 61 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho gần 3.000 lượt hội viên. Trong 5 năm, xã Long Phước có 3.362 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 50% so với hộ đăng ký. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con nông dân trong xã cũng đã tự nguyện hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc trị giá trên 8 tỷ 100 triệu đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng và tự đầu tư trên 1 tỷ đồng xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi, nhà vệ sinh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Long Phước phấn đấu giảm 100% hộ hội viên nghèo và trên 50% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Thông tin địa phương tiếp tục với những ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 năm 2018, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Văn Lương tổ chức ngày hội Học sinh Văn Lương tiến bước lên đoàn. Tham gia ngày hội Học sinh Văn Lương tiến bước lên đoàn, các đội viên thuộc Liên đội Trường Trung học Cơ sở Văn Lương được tham gia cuộc thi rung chuông vàng với những kiến thức về đoàn, đội. Dịp này, nhà trường đã trao 15 suất học bổng Nguyễn Văn Đường, mỗi suất 3 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường. Liên đội trường trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng sẵn sàng cho 14 đội viên của trường và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng trưởng thành cho 42 đội viên. Ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh để các đội viên giao lưu, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, khích lệ các em tích cực rèn luyện, học tập, phấn đấu trở thành đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại khu du lịch Thuyền và Biển xã Phước Hưng, Hội Doanh nhân trẻ huyện Long Điền tổ chức họp mặt đầu xuân Mậu Tuất. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi, thắm tình đoàn kết. Đây là dịp để các hội viên Hội Doanh nhân trẻ huyện thăm hỏi nhau, tạo sự gắn kết và tăng cường mối quan hệ liên kết, góp phần giúp phong trào doanh nhân trẻ trong huyện ngày càng phát triển.
Hội doanh nhân trẻ huyện Long Điền hiện có 22 hội viên. Năm 2017, hội đã hoàn thành tốt các chương trình hoạt động hội đã đề ra, chú trọng đến công tác phát triển hội viên, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên cùng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tặng giấy khen cho một tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua doanh nghiệp trẻ huyện Long Điền năm 2017. Huyện đoàn Long Điền cũng tặng giấy khen cho 5 doanh nghiệp đạt thành tích trong các phong trào tình nguyện của huyện đoàn tổ chức năm 2017. Thưa quý vị, 5 năm qua, tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, có hơn 2.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, với nhiều mô hình phát triển kinh tế sáng tạo hiệu quả như mô hình trồng rau an toàn, nuôi heo rừng lai, trồng bonsai, cây kiển, nuôi ếch thương phẩm. Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã Phước Hưng đã tín chấp cho 600 hộ hội viên vay 13 tỷ đồng, triển khai 6 dự án hỗ trợ 56 hội viên vay gần 1 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, phối hợp tổ chức 5 lớp đào tạo nghề nông thôn cho 153 hội viên nông dân, tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi trồng trọt, góp phần tác động tích cực đến công tác giảm nghèo của địa phương. Đồng thời tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2018. Những thông tin trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nối tiếp chương trình. Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu tiên năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm số 221 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Phiên giao dịch việc làm lần này có 32 đơn vị tuyển dụng tuyển sinh tham gia. Các đơn vị cần tuyển dụng 8.852 lao động cho các ngành nghề và cần tuyển sinh 2.380 học viên, sinh viên để đào tạo các ngành nghề. Phiên giao dịch việc làm này đã thu hút khoảng 1.000 lượt người tham gia. Kết thúc phiên giao dịch, 200 lượt người được tư vấn trực tiếp về việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, trong đó có 150 lượt người được tư vấn học nghề, 30 người được tư vấn xuất khẩu lao động. Có 720 lượt người đăng ký tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động, 150 người đăng ký học nghề. Các đơn vị đã nhận hồ sơ trực tiếp của 170 người, hẹn phỏng vấn 350 người. Theo đánh giá của ban tổ chức phiên giao dịch việc làm, có khoảng 40% người lao động đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng tham gia phiên giao dịch. Hơn 130 vận động viên là cán bộ hội viên công đoàn, các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường 12 thành phố Vũng Tàu vừa tham dự hội thao do ban chỉ đạo công tác gia đình phường tổ chức. Với chủ đề Phụ nữ khỏe, hội thao nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Tham gia hội thao, 130 vận động viên chia làm 6 đội đã cùng tranh tài ở các trò chơi vận động như nhảy dây tập thể, nhảy bao bố, chạy xe đạp chậm. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 24 giải, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về công đoàn cơ sở phường 12. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin cập nhật tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, huyện ủy Đất Đỏ mới đây đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 500 giáo viên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các giáo viên được nghe triển khai các nội dung trong chuyên đề 2018 gồm phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương, phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, phong cách cách mạng khoa học, năng động sáng tạo và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi chiều cùng ngày, huyện ủy tiếp tục tổ chức triển khai chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong trào, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho giáo viên các trường, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Nhiều năm gần đây, thay vì sản xuất độc canh cây lúa, nông dân huyện Đất Đỏ đã chủ động chuyển sang trồng luân canh các loại cây hiệu quả kinh tế cao. Việc thay đổi tập quán canh tác này đã giúp người dân tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, những năm qua các xã thị trấn của huyện Đất Đỏ đã vận động nông dân đưa cây màu xuống ruộng thay thế cho vụ lúa hè thu, một vụ lúa sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài. Đến vụ đông xuân 2017-2018, toàn huyện có 151 hectare đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả cũng chuyển sang trồng hoa màu.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất mà còn góp phần cải tạo đất, nâng cao thu nhập. Đây được xem là một trong những cách giúp người dân thích nghi với tình trạng thời tiết ngày càng phức tạp như hiện nay. Trong những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện của huyện Đất Đỏ nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp các ngành từ huyện đến các xã thị trấn, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện. Điều đáng quý là những người đã hiến máu còn vận động bạn bè, hàng xóm và cả những thành viên trong gia đình cùng tham gia hiến máu. Đợt hiến máu đầu tiên năm 2018, huyện Đất Đỏ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 350 cán bộ, hội viên, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện đến tham gia hiến máu. Qua kiểm tra sàng lọc, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 265 đơn vị máu. Năm 2018, huyện Đất Đỏ quyết tâm hoàn thành kế hoạch vận động 1.050 đơn vị máu. Để đạt chỉ tiêu đề ra, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tập trung củng cố kiện toàn mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên hiến máu tình nguyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động này, đồng thời thực hiện hiệu quả và kịp thời các chế độ chính sách đối với người tham gia hiến máu tình nguyện nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân dân. Thưa quý vị, mặc dù bước vào cao điểm của mùa khô, nhưng nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc điều tiết nước tưới tại các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nên đến thời điểm này, tại huyện Châu Đức, việc cung cấp nước tưới cho các loại cây trồng vụ đông xuân vẫn được đảm bảo. Những năm trước đây, 2 hecta tiêu của anh Nguyễn Viết Dũng ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức thường xuyên bị thiếu nước, dẫn đến năng suất đạt thấp. 3 năm nay, nhờ nguồn nước từ hồ sông Ray cộng với việc chủ động khoan giếng, nên mùa khô, 2 hecta cây trồng nhà anh Dũng đảm bảo nước tưới. Anh còn mở rộng đầu tư trồng đu đủ và mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Mấy năm trước thì thiếu nhưng mà năm ngoái này là đủ, khoan giếng mới thì đủ. Theo hội nông dân xã Đá Bạc, những năm trước đây, trên 200 hecta đất tại các thôn Quảng Phú, Bầu Điển, Phước Trung, Phước An phải bỏ hoang vào mùa khô do thiếu nước tưới. 3 năm trở lại đây, khi hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ sông Ray được đầu tư xây dựng, nguồn nước phục vụ nông nghiệp được dẫn về tận những vùng đất gò cao, giúp cho việc canh tác của bà con nông dân được thuận lợi. Hiện giờ có kênh mương thì nước xài, bà con đã xài thoải mái, ruộng cũng được, mà tưới vườn, tưới hoa màu cũng được, tốt. Trước kia chưa có con kênh của sông Ray đi qua, thì cái vùng đất đó bạc là thường thường là dân chỉ tận dụng có mùa mưa làm được một vụ trong năm. Còn khi mà có tiếng kênh được mở ra thì nông dân đã tận dụng được nguồn nước làm sản xuất là 3 vụ trên năm, đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Vụ đông xuân 2018, huyện Châu Đức xuống giống trên 2.300 hecta cây ngắn ngày. Để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân gieo trồng theo kế hoạch, tránh phát sinh diện tích. Hầu hết các địa phương đều tuân thủ kế hoạch sản xuất do huyện đề ra. Bên cạnh đó, năm 2017, mùa mưa kết thúc trễ, nên đến thời điểm này, lượng nước tại 11 hồ đập trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo cung ứng đủ nước cho số diện tích cây ngắn ngày, cộng với trên 1.500 hecta cây lâu năm. Dự báo từ nay đến cuối mùa khô, huyện Châu Đức sẽ đảm bảo lượng nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Thì ngay từ đầu vụ, thì địa phương cũng đã có cái kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, thì cũng đã có khuyến cáo cho bà con nông dân là luôn luôn chủ động nước tưới và phải tưới tiết kiệm để làm sao đảm bảo cái lượng nước tưới nó đủ trên cả vụ. Tuy nhiên năm nay tới thời điểm này thì cho thấy cái nguồn nước thì nó cũng chưa tới cái mức mà phải là thiếu. Thành ra là cái công tác khuyến cáo thì cũng như được khuyến cáo từ ban đầu. Dù đang vào cao điểm của mùa khô, nắng nóng kéo dài, nhưng do đảm bảo lượng nước tưới nên ngành nông nghiệp huyện Châu Đức kỳ vọng vụ đông xuân năm 2018 năng suất các loại cây trồng sẽ cao hơn từ 20 đến 30% so với mọi năm. Thông tin về hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Tân Thành sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị, theo đánh giá của Hội Nông dân huyện Tân Thành, thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện đã phát huy mạnh mẽ về nguồn lực, khai thác tiềm năng về đất đai, lao động vốn có, tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ. Đồng thời, nông dân đã tiếp cận thị trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi một cách hợp lý, giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân. Để đạt hiệu quả cao trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ngay từ đầu năm, phong trào này được Hội Nông dân huyện Tân Thành phát động trên 100% cơ sở chi tổ hội trong huyện.
Năm 2017, qua bình xét cuối năm, toàn huyện Tân Thành có trên 4.500 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, cấp trung ương có 42 hộ, cấp tỉnh có 223 hộ. Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả đã thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của hội nhằm thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân trên địa bàn. Ghi nhận ở huyện Xuyên Mộc sẽ khép lại phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, nhờ diện tích cao su trồng mới của các công ty cao su trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đang được mở rộng trong thời gian gần đây, nên nhiều nông dân ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc đã thuê đất trồng nghệ dưới tán cao su. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã Hòa Bình đang bước vào thu hoạch vụ nghệ 2017-2018. Toàn xã Hòa Bình hiện có gần 100 hecta nghệ được trồng xen với tán cao su 1-3 năm tuổi. Cây nghệ được trồng từ tháng 4 âm lịch đến tháng giêng năm sau cho thu hoạch. Cây nghệ trồng dưới tán cao su có nhiều lợi ích như tăng độ che phủ trên đất dốc, giảm xói mòn, hạn chế được cỏ dại và còn giúp cải tạo tăng độ phì nhiêu cho đất. Để tăng lợi nhuận, nhiều hộ trồng nghệ trên địa bàn xã Hòa Bình đang phối hợp với các công ty để chế biến thành bột hoặc tinh bột nghệ. Dù bước đầu mô hình trồng nghệ dưới tán cao su cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng theo khuyến cáo của Hội Nông dân xã Hòa Bình, người dân cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi trồng, tránh tình trạng trồng ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những vùng địa đầu mà cư dân Việt sớm dừng chân trên hành trình mở cõi phương Nam. Nhiều dấu tích về văn hóa, tín ngưỡng, công trình, kiến trúc minh chứng điều này giờ vẫn còn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có dấu tích từ những ngôi chùa cổ. Ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, một ngôi chùa cổ mang tên Sắc Tứ Vạn An được lưu truyền. Tên chùa lấy từ sắc phong của chúa Nguyễn ban cho chùa vào năm Vĩnh Thịnh thứ 6, 1710. Đây là những gì còn sót lại và ghi dấu về sự tồn tại của một ngôi chùa. Nền chùa rộng khoảng 600 m². Vài đoạn vòng bao, móng công trình bằng đá vôi còn nguyên, miệng giếng nước. Sự tồn tại về ngôi chùa còn lưu truyền qua câu chuyện. Trong một lần hành quân ngang qua địa phương, chúa Nguyễn Phước Châu tá túc tại chùa. Ghi nhớ công ơn của chùa và dân làng đã bảo bọc mình, trở về triều đình, chúa Nguyễn Phước Châu ban Sắc Tứ Vạn An cho chùa vào tháng 7 năm Vĩnh Thịnh thứ 6, tức năm 1710. Theo như ông bà xưa kể lại, như vậy vào những cái năm nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà có một cái hồi thời vua Gia Long có đi đánh giặc ở đâu á, về mới ghé vô trong cái chùa này. Đã vô đây được ăn một bữa cơm chay và ngủ tại đây. Thì ông mới về từ đâu đó, ông mới gửi về ông một cái sắc tứ, cái sắc gọi là Sắc Tứ Vạn An tự, sắc phong tại đây. Khi á, mà ông đi, ông tới đây rồi, thì ông hứa lại với bà con ở đây á, là ông sẽ đi về. Rồi sau khi ông được phục quốc rồi, ông sẽ phong cái chùa này. Thì ông làm y như là hứa của ông. Sau này á, là chùa di dời là có cái lý, là vì á, ở đằng sau này có cái giếng. Nhưng mà cái giếng đó, nó bị phèn nhiều quá, phải mỗi một lần á, xuân kỳ thu lệ thì bà con phải đánh xe bò vô trong xóm á, chở nước ra đây. Rồi ông cụ bà xưa đó nói như vậy là cực quá. Thôi bây giờ giấy, giấy rồi xin phong thổ gì đó không biết đó. Hồi xưa nó có thầy phong thổ. Như vậy là về chỉ cái đất ở trong chùa bây giờ để dời cái ngôi chùa này về trong đó. Cũng theo nhiều bậc cao niên kể lại, chùa Sắc Tứ Vạn An từng bị cháy hai lần. Lần đầu vào năm Minh Mạng thứ 10, lần thứ hai bị quân Pháp đốt vào năm 1947. Cùng với sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã phải di dời đến 6 lần. Năm 1995, chùa Sắc Tứ Vạn An được người dân ở ấp Phước Trinh, xã Tam An, huyện Long Điền xây dựng lại. Ở địa điểm cách nền đất được xác định là nền chùa thủa sơ khai khoảng 500 m. Cũng do các biến cố theo thời gian, những sắc phong ban tặng của chú Nguyễn cho chùa nay chỉ còn lưu giữ được một đại hồng chung nặng 60 kg và một pho tượng Phật cao 5 tấc. Chùa này là qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì di dời nhiều chỗ lắm, ở trong khu chiến khu có, rồi về ngoài đồng có, rồi về trên làng, như vậy tổng cộng cũng khoảng là 6-7 lần. Rồi tới năm 1995, dân làng cùng với bà con đã đồng tình với nhau, kẻ góp công người góp của để di dời chùa về hiện giờ cái chỗ tôi đang đứng đây. Bây giờ hiện tại bây giờ là những cái mà cổ xưa nhất là bây giờ hiện còn là cái đại hồng chung
là một. Hai nữa là cái ông hộ pháp khoảng 5 tấc và một cái chuông, đồng. Cho nên đó là cái cổ xưa mà hiện tại là chùa đang lưu giữ. Chùa Sách Tứ Vạn An hiện tại có kiến trúc cấp 4, có cổng khuôn viên, nhưng chỉ duy nhất một chánh điện, phía trước thờ Phật, phía sau là nơi sinh hoạt của tăng ni Phật tử. Hàng năm, chùa tổ chức các nghi lễ truyền thống của Phật giáo và các nghi lễ cổ truyền theo hệ pháp Bắc Tông thuyết pháp. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Sắc Tứ Vạn An cũng là cơ sở cách mạng, nơi nuôi dấu lực lượng cách mạng. Chùa là nơi đặt bàn thờ hai cán bộ cách mạng địa phương Bùi Công Minh, Mạc Thanh Đạm, bí thư và phó bí thư huyện ủy Long Điền, trong chuyến công tác đã hy sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 1947. Lưu giữ những dấu tích lịch sử vùng đất, những dấu tích một thời đấu tranh giành hòa bình độc lập của quân và dân địa phương. Chùa Sắc Tứ Vạn An không đơn thuần chỉ là một nơi thờ tự tín ngưỡng của cư dân địa phương. Chùa cần được đầu tư bảo tồn một cách xứng tầm hơn trong hệ thống di tích tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị vừa theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.